đầu tiên bắt đầu. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. Còn người đâu? Người nào? Bà nội biến. Ủa bà nội biến thôi, bà nội anh đâu, hỏi anh. Trời ơi, anh là người kêu má giờ hồi sáng nay mà. Ờ à, chết, quên. À, má đâu? À hồi nãy á, má có nói là vợ chồng mình với Bin á đi ra trước đi rồi má la liền. Mà sao bây giờ má đâu mất tiêu rồi ta? Con không chịu đâu. Không có bà nội là con không tập đâu. Có bà nội con mới tập. Trời đất ơi, anh nói cái gì vậy? Má là một con người to, khỏe chứ có phải là hạt bụi đâu mà anh nó mất tiêu. Cả nhà ra đây tập thể dục cho người nhiều sức khỏe, tại sao má không ra tập? Rồi lỡ mẹ mất mắt bệnh thì sao? Ừ thì vợ chồng mình với cô Bin nó khỏe. Rồi xong mình có sức khỏe, mình má mà có bệnh nó bu lại lo cho má. Anh nói vậy mà anh nói được hả? Tại sao bây giờ cả nhà đang tập thể dục khỏe mạnh thì má không ra tập chung luôn cho cùng khỏe? Thì sao? Thì ai biết. Bây giờ anh không tin. Làm gì vậy? Ai? Nói gì? Nói gì? Bắt hai đi, không thôi bị déo đau lắm á, còn bị đánh đòn nữa đó. Thôi bây giờ là ba nghe lời con. Thôi được rồi, nam nhi chi chiến, đầu đội trời, chân đạp đất. Bây giờ khai luôn, nếu không hả là... Bây giờ khai không? À, 1, 2. Má ngủ. Ây da. Trời ơi, tại sao cả nhà thức dậy từ sớm mới tập thể dục mà má không dậy nổi? Tối qua má làm cái gì? Trời ơi, anh có biết đâu. Anh phải biết, anh là con của má thì anh phải biết chứ. Trời ơi, anh, em là con dâu của má mà, em phải biết chứ. Em không nói nhiều với anh nữa. Anh bây giờ bước vô kêu má dậy cho em liền. Rồi Má ơi. Ờ, má đây, cái gì vậy? Lẹ lên, vợ con kêu má ra rồi xong tập thể dục thể thao rồi hết sờ đơn sờ đồ kìa. Nói hai mẹ con nó chờ má một chút, má đánh răng rửa mặt rồi má nhổ mớ tóc bạc nữa đã. Ý trời đất ơi, răng còn có mấy cái mà còn đánh răng cái gì nữa. Tóc bạc hết cả đầu rồi mà còn nhổ cái gì nữa. Bữa nào con mua thuốc nhuộm nhuộm cho má nha. Lẹ lên đi má ơi. Biết rồi. Vậy nha. Ừ. Vợ con đi làm á. Ừ. Rồi. Ủa, hai mẹ con, anh đi làm đây. Anh kêu má chưa? Anh kêu má rồi, nhưng mà má nói má đánh răng, súc miệng, rồi nhổ tóc bạc rồi xong má mới xuống. Trời ơi, mẹ con em ngồi chờ tới một sương rồi má vẫn không xuống tập thể dục với mẹ con em luôn. Từ từ má xuống mà. Thôi, bây giờ anh trễ rồi, anh đi làm đây. Vợ. Dạ. Ba sao, ba hung gió mẹ mà không hung gió con? Con không thích hung gió con. Thích hung thiệt được không? Ba đi nha. Anh. Cái gì? Sao ông hung em thiệt vậy? Tối hung. Cứ ba đi con. Thương ba. Anh đi làm nha. Bi. Muốn khỏe đẹp là phải tập thể thao. Bây giờ chúng ta phải quyết tâm đưa bà nội ra khỏi giường và cùng tập thể thao với chúng ta. Đi thôi. Yeah. Ôi à, nội đây. Má. Người cứ liêu xiêu như muốn té vậy. Cả người nó đau như là mới đẻ mổ xong. Trời ơi, má nói quá à. Ôi à. Đây má ngồi đi. Tại vì con nghĩ là má lớn tuổi á, nên là xương cốt rồi gân rồi nó bị đình công một chút xíu thôi. Bây giờ má tập theo con đảm bảo là hết đau liền. Tập thì tập, không biết nổi không nữa. Nổi mà má. Nè bây giờ đây con xin thưa với má là đây là bài tập hot nhất hiện nay luôn. Hơi Cha. Mẹ ơi. Ừ? Bà nhảy gì mà mắc cười dữ vậy? Cười ô. Chịu nhảy nè, là mẹ sáng tác mà. Bà nhảy của bà nội. Bà nói của bà nội còn mắc cười hơn nữa. Ráng tập đi má. Tập một hồi là nó giãn gân cốt ra là khỏe liền à. Ráng lên má ơi. Ủa Vũ nội đi con. Đứng không nổi rồi con ơi. Đứng không nổi thì ngồi xong rồi vậy mình tập tiếp má. Ngồi cũng không được, nó cứ ngắt ngay đây rồi nè. Đau, đau xuống hông. Đau cái bụng, đau cái lưng. Bị sao rồi con? Bà nội ơi, có sao không? Đau sao không má? Ngồi đau cứ ngắt ngay đây. Đứng cũng không được mà ngồi cũng không được. Ủa giờ có sao không? Má đau nhiều rồi con. Bà nội, bà nội có sao không? Bà nội có sao không? Đau quá, đau. Bình tĩnh, con rối quá nè. Bà nội, bà nội có sao không?
Dạ chào bác sĩ. Chào bác sĩ. Chào bác. Bác sĩ ơi, bữa nay xin bác sĩ tư vấn cho tôi biết. Nói tới cái nó đau. Sau mấy bữa nay nè, tôi đau mà nó đau nhiều ngay cái vùng thắt lưng này nè, rồi nó lan xuống dưới mông hai bên hông nè, mà nó đau dữ lắm, mà cái người mình nó giống như là nó cứ ngắt từ đây xuống nè, mà ngồi xuống cũng không được bác sĩ, muốn ngồi xuống là phải khum khum bò giống như em bé tập bò vậy đó. Dạ rồi từ từ ngồi xuống mà đứng lên nó cũng cứng, nó cứ ngắt cái người à, nằm cũng khó chịu mà đứng ngồi gì cũng không xong hết bác sĩ ơi. Vậy là bị sao vậy bác sĩ? Bà có té gì không? Dạ không, không có té gì hết. Dạ tự nhiên à. Tự nhiên bị như vậy. Con hỏi nè, bà có tê chân không? Dạ có. Ủa sao bác sĩ biết vậy bác sĩ? Bà cứ trả lời con đi. Dạ có, nó tê cái chân. Dạ tê chân này nè bác sĩ. Cái chân bên trái. Bà tê từ đâu xuống đâu? Dạ tê cũng tê từ cái mông chỗ cái đau nè, tê xuống tuốt dưới đây nè. Xuống bàn chân luôn. Rồi bà tê, bà cứ mô tả cái cảm giác tê cho bác sĩ nghe được không ạ? Nó tê, nó nhức bên trong á, mà nó tê cứng mà không có cảm giác vậy đó. Mà xuống mấy cái ngón chân á thì là nó buốt. Cái cảm giác nó như kiến nó bò rần rần dạ. Đúng không ạ? Dạ. Bà đi bộ được xa không? Hay là đi phải lâm khâm hả, đúng không ạ? Dạ. Đi như là bà cụ 90 á chứ. Mà tôi mới có 70-80 à. Mà đi khó lắm. Như vậy thì cái triệu chứng bà vừa mô tả cho con đó thì rất là giống với triệu chứng của thoát vị đĩa đệm, chèn ép rễ thần kinh đó, mà dân gian mình hay gọi là bệnh thần kinh tọa đó. Dạ. Thần kinh tọa đó là cái thần kinh ở phía sau lưng của mình á, nó lan xuống hết xuống cái chân của mình. Thần kinh đó điều khiển nguyên cả cái hệ thống chi dưới của mình. Cái triệu chứng của bà mô tả là cứng khớp, cứng cái lưng. Đau cái lưng. Thì thường đó là triệu chứng của thoái hóa khớp. Nhưng mà trong một cái đợt này nó co cứng cái lưng lại, cơ nó co thắt. Làm mà đi phải khom, di chuyển tư thế rất là khó khăn và đặc biệt rất là nhói, đau. Kèm thêm một cái tê cái chân nữa. Thì đây rất là rõ ràng của cái thoát vị đĩa đệm. Do vậy, đối với trường hợp của bà, bác sĩ chẩn đoán khả năng nhiều của bà là thoát vị đĩa đệm, chèn ép rễ thần kinh. Vậy rồi làm sao ta? Và cái thoát vị đĩa đệm này là tại sao mà mình bị vậy bác? Dạ đúng rồi đó bác. Cái thoát vị đĩa đệm này á thì thường cái cột sống mình nó có những cái xương sống sống nó là những cái khúc xương thế này nè. Nó xếp thẳng hàng với nhau. Và chính giữa những cái khúc xương đó nó có những cái lớp đĩa đệm. Mục đích của lớp đĩa đệm đó là để cho hấp thụ lực của cái xương sống. Nhưng mà vì một lý do chẳng hạn như là mình đứt những hệ thống dây chằng hoặc là trượt cái đốt sống á, làm đĩa đệm nó lòi ra ngoài và nó chèn vô cái rễ thần kinh ở phía sau của cái đĩa đệm đó. Hoặc là mình bị trượt đốt sống, hoặc là mình bị thoái hóa cái đốt sống. Nó làm có cái gai nó chèn vô cái rễ thần kinh, nó cũng gây đau lưng và gây chèn ép thần kinh như giống như triệu chứng của bà mô tả. Đối với trường hợp này á, thì bác sĩ sẽ cho bà đo điện cơ nè, chụp x-quang nè, chụp x-quang mà tư thế động đó, thẳng nghiêng và gập ưỡn tối đa để coi cột sống có bị trượt hay không. Và cho bà chụp MRI nữa. Khi những cái triệu chứng đó bà mô tả nó giống như cái triệu chứng trên điện cơ, nó giống như triệu chứng của trên x-quang MRI đó, thì mình mới chẩn đoán chính xác được cái căn bệnh của bà. Ví dụ như mà bây giờ mình chắc chắn là cái bệnh đó là thoát vị đĩa đệm đi, thì cái hướng điều trị nó như thế nào bác sĩ? Nó có nặng lắm không? Đúng rồi đó con. Cái đa phần thoát vị đĩa đệm đó thì bước đầu tiên thì mình nên coi mức độ nó như thế nào. Nếu mà mức độ nặng thì mình phải xem xét coi có cần phải phẫu thuật hay không. Nếu mà nhẹ thì mình có thể cái gì mổ hả? Không có mổ không bà con nói được không? Rồi bác sĩ tư vấn rồi. Bác sĩ ơi, nghe mổ cái tôi nổi da gà. Bà bình tĩnh, con nói cho bà nghe ha. Nếu trong trường hợp nó nặng quá thì buộc lòng thì mình phải coi là có cần phải phẫu thuật hay không. Còn nếu mà trong trường hợp nhẹ thì mình có thể dùng thuốc. Thì nặng là như thế nào là nặng nè? Như là bà teo cơ, có nghĩa là cái chân, thấy một chân to, chân nhỏ. Dạ. Đó là nặng. Dạ chưa teo đó. Hoặc là khi nào bà bị rối loạn tiêu tiểu. Dạ. Hoặc khi nào bà đi dưới 100 mét, ví dụ bà đi chợ chẳng hạn, hoặc đi từ trong nhà ra ngoài đường mà đi không nổi.
Yeah. Đi phải ngồi xuống, người ta gọi là đau cách hồi đó. Yeah, yeah. Thì đó là những cái dấu hiệu của này. Yeah. Đó, đây cần, thường là cần phải mổ. Và thường bác sĩ người ta cho bà dùng thuốc trước. Yeah. Để tập vật lý trị liệu. Yeah. Và đặc biệt là bà phải hạn chế những cái động tác xấu, làm đĩa đệm nó lồi ra nhiều hơn. Động tác xấu là gì bác sĩ? Chẳng hạn như là mình hay ngồi xổm nè, ngồi chồm hổm đó. À. Hoặc là mình cúi lưng để mình khiêng vật nặng nè. Dạ. Hoặc là mình nằm võng nè. Hoặc là nằm cái đệm lún. Cái đệm nó mềm quá, nó lún quá. Là mình nằm mấy... ngày này qua tháng nọ nó sẽ lún xuống. Mấy cái điều mình tưởng bình thường mà nó lại là không có tốt, không có nên. Đúng rồi. Em cũng thấy là có nhiều người thích là nằm cái đệm cho nó êm trong khách sạn á, rồi mình nhảy mình lún xuống. Thì ra nó không có tốt đâu. Cái đệm quá lún. Nhưng mà đối với trường hợp của bà thì bà cứ yên tâm, tại vì triệu chứng bà mới khởi phát thôi. Còn sẽ cho bà đi uống thuốc nè, cho bà tập vật lý trị liệu nè, rồi cho bà đi chụp hình, đi MRI, đi điện cơ để coi mức độ như thế nào. Và theo kinh nghiệm của con, đối với triệu chứng của bà mô tả thì có thể điều trị bằng thuốc trước. Đỡ quá, khỏi có mổ. Dạ, mà em thấy là má em bây giờ nếu mà bác sĩ nói là cho uống thuốc này kia nọ đó, làm theo những cái phương pháp điều trị bác sĩ cho, rồi thêm những cái thực phẩm chức năng mà em thấy bây giờ người ta cũng bán nhiều á, thì nó có tốt hơn cho cái quá trình điều trị không bác sĩ? Đúng, đúng, đúng rồi đó bác sĩ. Thế vì thực phẩm chức năng thì mình nghe cái tên thì mình phải hiểu luôn cái tên đó. Thực phẩm đồ ăn. Chức năng có nghĩa là nó có một ít cái gì đó trong cái quá trình điều trị của mình. Thì vẫn ưu tiên là dùng thuốc, thuốc theo bác sĩ chuyên khoa. Và khi mình có điều kiện thì mình hãy dùng thêm những thực phẩm chức năng. Còn nếu mà mình không có điều kiện thì dùng thuốc đã đủ rồi. Do vậy thì nếu mình có điều kiện thêm thì mình có thể dùng thêm thực phẩm chức năng, và nên hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi dùng. Tại vì thực phẩm chức năng thì thực phẩm nó có nhiều loại thực phẩm lắm. Thì loại này có bổ cho thần kinh hay không. Thì những thực phẩm chức năng thường mà tốt cho thần kinh thì thường người ta chứa những loại vitamin. B1, B6, B12 chẳng hạn. Vitamin C, rồi choline chẳng hạn. Đó, thì những cái chất dẫn truyền thần kinh nó sẽ giúp cho tốt cho cái chuyện phục hồi thần kinh cho mình. Rồi bác sĩ nói hay ghê, làm cho mình mới hiểu thêm chứ không thôi là như Nhưng mà bác sĩ, vậy là cái bệnh này là chỉ có ở người già như là má em thì mới có khả năng là bị cao đúng không bác sĩ? Không, cái thuốc về đi đệm không trừ ai cả. Nó có thể có, gần đây bác sĩ thấy nhiều là nó đang trẻ hóa đó. Tại vì sao? Tại vì là một số người làm văn phòng nhiều chẳng hạn, đặc biệt ở thành phố lớn đó, người ta lười vận động chẳng hạn. Thì cái chuyện ngồi lâu, ngồi sai tư thế để dẫn tới những cái cơn đau lưng, dẫn tới cơ nó mỏi. Cơ mỏi, hệ thống dây chằng mỏi thì dẫn tới giữ cái cột sống nó không vững. Và chỉ cần một cái động tác xấu thôi. Chẳng hạn như cúi lưng khi một cái gì nặng lên, nó kêu cái rắc chẳng hạn một cái. Nó có thể gãy cung sống, làm trượt đốt sống, làm thoát vị đi đệm. Do vậy thì cái chuyện ngồi tư thế đúng nè, và tập luyện cơ, cũng như là mình tập luyện thể thao đó, thì giúp giữ vững cột sống của mình. Và đặc biệt hạn chế những cái tư thế xấu mà bác sĩ vừa nói đó. Đó là cúi lưng để khiêng vật nặng nè, ngồi xổm quá lâu quá nhiều nè, hoặc là nằm những cái nệm quá lún nè, thì nó sẽ làm không giữ được cái đường cong sinh lý cột sống, dễ bị thoát vị đi đệm hơn. Trời ơi, may quá bữa nay là nhờ là bị má bị như vậy thì đi bác sĩ mới nghe, bác sĩ tư vấn mới biết. Đúng rồi. Thì vừa là có thể là chữa được cho má mà cũng là đề phòng cho cả gia đình là không có bị giống như vậy. Đúng rồi. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thì không hay là sau này mà nếu như gia đình em, má em hay là em hay chồng hoặc là con mà có những cái vấn đề liên quan đến cái thoát vị đi đệm này là có thể nhờ bác sĩ tư vấn. Nhờ bác sĩ nữa. Dạ, cũng sẵn sàng. Và khi có bất kỳ vấn đề nào về xương khớp thì chỉ cần alo, bác sĩ nghe.